tiếng nữa là vậy. Ý là mấy ngày thôi cũng thích chứ mà chứ tưởng chiều nó bé luôn, chiều nó bé quay 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 chồng đâu con đi đây hết chồng hết con em ơi. Quay rồi mày có cỡ ngựa giống bà nãy không? Rồi để bánh lên đi. Cô ngủ ngủ đâu? Dưới này không gặp bạn mình đâu. Ừ. Bê lên lửa. Lấy cái dĩa bự nhất thì dĩa trái cây bên đó đi. Lấy của bên tâm mẹ nè. Ngủ rồi ngủ xong rồi kìa. Rồi chầu đâu anh lấy chầu. Rồi rồi tháng 10 đi có gặp không? Tháng 10 nó có khỏe. Rồi nó có đi đâu? Bánh rồi, bánh chắc rồi nó không có đi. Chầu không? Lấy đây chầu đó. Cái này chầu đấy hả? Đây 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 nè. Cá lóc. Cá lóc của anh kia. Đủ đủ chưa hay là đây nè. Ở đây hả? Không mà cá lóc của anh kia mà phải không? Ờ qua bên chứ điện của ông. Còn cái đang ngủ luôn không? Đang có đó mày chưa lấy mấy cái mình muốn rồi đấy chỗ đó một cái. Chào. Cái chị Út á, chị Út ham đi núi lắm. Mà chị Út kẹt cảnh hả? Chị Út ông á. Dốc của tô hả? Nó đá không mà đường cái giọng giống như cái cầu thang của nó bằng xi măng vậy đó. Mà không đứng bằng này đâu bảy ơi. Ở đây đứng nhiều nè. Không xuống nhanh là mắc mưa đó. Mấy người đó còn 8 tê gì dữ vậy ta. Lên nè. Quá mắc nói chuyện rồi. Mưa tới mà quá mắc nói chuyện. Mập mở đi không nổi. Ngồi đổi đi cho ông Bảy đi với ông Toàn đi. Cái xe ông đó hồi nãy ông chở lên không nổi luôn á. Mấy người bệnh sĩ chưa lên mệt mau mệt quá. Hồi lên cơn xỉn chứ không biết cái ống nó bắt đầu bỏ dưới xe. Bảy thì sao mình nãy đó. Yeah.
Samsung. Còn hết pin rồi, cũng đã sạc nè. Ở trong có ổ điện đó, sao chú không vô sạc? Con cũng quên đem chú sạc theo, có cục này không ạ? À? Mấy người đi chung với chú có không? Mượn người ta. À.